COVID-19 là một cuộc khủng hoảng toàn diện trên phạm vi toàn cầu. Về phương diện sức khỏe, đại dịch này không chỉ gây ra những hệ lụy mà chúng ta đã nhìn thấy rõ với trên 3,5 triệu người tử vong, mà hậu quả còn là những tác động rất lớn đến sức khỏe tâm thần. Ở Việt Nam, số người mắc các chứng bệnh tâm thần gia tăng đáng kể trong dịch COVID-19. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, khu cách ly Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận 43 người. Con số này năm 2020 là 87 người. Riêng đợt dịch mới hồi tháng 4, khu cách ly bệnh viện tiếp nhận 22 người. Các bác sĩ cho biết, trong số này hầu hết là bệnh nhân có vấn đề tâm thần từ trước. Tuy nhiên, COVID-19 là điều kiện quan trọng liên quan đến khởi phát, tái phát và làm nặng thêm tình trạng tâm thần của bệnh nhân. Còn tại khoa tâm thần Bệnh viện 103, những người đang điều trị tại đây ở nhiều độ tuổi. Trong số này có những người vừa rời khỏi khu cách ly tập trung do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà phát bệnh. Các bác sĩ cho biết, những người bị cách ly rất dễ mất ngủ, điều kiện vệ sinh cá nhân kém. Cùng với đó là những xáo trộn trong sinh hoạt, trong đời sống, lại ít được giao du, thường xuyên ở một mình, khiến những người đã có sẵn những bệnh lý tâm thần nhẹ từ trước như stress, trầm cảm, lo âu lan tỏa, dễ chuyển nặng. Thì COVID nó cũng là một cái yếu tố mà nó tác động đến cái tâm lý của người bệnh. Cho nên là người ta cũng dễ mắc các cái bệnh, ví dụ như trầm cảm, ví dụ như lo âu, rồi là rối loạn stress sau sang chấn. Thế thì trong một cái nghiên cứu của chúng tôi ở trong cả cái khu cách ly ấy, đối với các cái đối tượng phải cách ly và cả cái người phục vụ cũng như là người dân ở trong cả cái cộng đồng mà bị phong tỏa, thì thấy rằng là cái phản ứng tâm lý rất là mạnh, nhất là đối với người già, phụ nữ, những cái người mà làm việc tự do, rồi là những cái người mà có cái học vấn nó thấp ấy, thì là cái tỷ lệ nó tác động lại càng lớn. Và chính vì những cái tác động này cho nên là nó cũng dễ sinh ra các cái bệnh lý tâm thần. Không chỉ những bệnh nhân nhiễm COVID-19, người trong khu cách ly dễ mắc bệnh tâm thần, mà những người bình thường cũng dễ bị stress, trầm cảm, lo âu lan tỏa trong đại dịch. Sự hạn chế đi lại, sống giãn cách với người khác, sự sa sút kinh tế nghiêm trọng ở một số ngành nghề khiến áp lực càng đè nặng lên tâm lý của nhiều người. Cái sang chấn ấy, thì là nó tác động về tâm lý con người do lo lắng, sợ hãi rằng là mình cũng có thể mắc bệnh, rồi là bệnh nặng thì cũng có thể là có nguy cơ tử vong, vân vân. Thì nó còn tác động lên nhiều cái hoàn cảnh, ví dụ như là cái việc mà phải cách ly chẳng hạn, chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp cả cái trẻ rất nhỏ cũng phải cách ly, rồi là không được ở gần bố mẹ, hoặc là có những cái trường hợp ví dụ như mẹ cách ly thì ở nhà con lại bị tai nạn này khác chẳng hạn. Thế rồi là nhiều người trong gia đình cùng bị, thì làm cho cái tâm lý nó hoảng sợ nó lại càng tăng lên nữa. Thế rồi là những cái yếu tố khác nó bị tác động vào, ví dụ như là nó làm đình trệ cái sản xuất kinh doanh, rồi là lưu thông chẳng hạn, giao thông vận tải cũng ảnh hưởng, rồi du lịch, rồi kinh doanh buôn bán vân vân. Rồi đối với người nông dân thì người ta sản xuất ra hàng hóa, cả cái nông sản đến cái kỳ thu hoạch thì không thu hoạch được, hoặc là không thể mà bán đi được, cho nên là những cái tổn thất về mặt kinh tế cũng rất là lớn. Theo các bác sĩ, ban đầu người bệnh có biểu hiện lo lắng xung quanh vấn đề COVID-19 như lo không làm ăn được, lo sức khỏe bản thân, lo bị cách ly. Sau đó triệu chứng nặng làm bệnh nhân lo nhiều hơn, lo lan man, không tập trung vào một chủ đề cụ thể, gặp chuyện gì cũng bất an. Ngoài ra còn có các triệu chứng đi kèm như căng thẳng, mệt mỏi, thiếu năng lượng, bồn chồn, bứt rứt, ngủ kém, ăn không ngon, đời sống tình dục kém hiệu quả. Một là người ta không khám, hai là nếu mà tôi đến khám ở đấy thì có thể là nhiều người đến, cho nên là nó lây lan bệnh, cho nên là người ta rất là có nhiều lý do để chính đáng để người ta trì hoãn cái việc đi khám. Các bác sĩ cho biết, mỗi người cần giữ tinh thần lạc quan trong đại dịch, không nên lo lắng hoang mang. Mỗi người cần có niềm tin rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc, kinh tế sẽ phục hồi để tránh rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả trẻ em từ 0 đến 16 tuổi đang điều trị cách ly y tế tập trung và phải cách ly y tế tập trung với mức hỗ trợ là 80.000 đồng một ngày mỗi cháu trong vòng 21 ngày. Theo đó, mức hỗ trợ 80.000 đồng một ngày một cháu trong 21 ngày áp dụng từ thời điểm 27 tháng 4 đến 31 tháng 12 năm nay. Nguồn hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện có khoảng 6% trường hợp phải cách ly F1 là trẻ em, 4.083 trường hợp F0, F1. Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ hỗ trợ cho 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên. Mỗi tỉnh 1,2 tỷ đồng phòng chống dịch, trong đó có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua giải trình gen các mẫu bệnh phẩm COVID-19, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phát hiện đột biến gen trong 4 trong tổng số 32 mẫu bệnh phẩm. Kiểu đột biến này hiện chưa được ghi nhận trên bản đồ cập nhật kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2. Như vậy, nếu tính cả đột biến gen này, hiện Việt Nam đang lưu hành 8 biến thể của SARS-CoV-2. Biến thể đầu tiên có nguồn gốc châu Âu, gây dịch tại Đà Nẵng. Biến thể thứ hai nguồn gốc từ Anh, gây dịch ở Hải Dương. Biến thể thứ ba nguồn gốc Nam Phi, tìm thấy trên mẫu bệnh phẩm của chuyên gia người Nam Phi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Biến thể thứ tư có nguồn gốc châu Phi, ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất. Biến thể thứ năm từ các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam, hiện đang là nguyên nhân gây dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành. Biến thể thứ sáu được phát hiện từ mẫu bệnh phẩm của chuyên gia Ukraine. Biến thể thứ bảy xuất hiện ở nhiều nước và được phát hiện từ mẫu bệnh phẩm của chuyên gia Ấn Độ. Và thứ tám là đột biến đang được nghiên cứu xuất hiện ở Việt Nam. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịch COVID-19 đang có những diễn biến khó lường, ở nước ta liên tục ghi nhận các biến thể mới, số lượng ca bệnh đang gia tăng trong những ngày qua, đặc biệt là tại khu vực điểm nóng như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, virus SARS-CoV-2 trong quá trình lưu hành, sau nhiều lần sao chép và nhân bản, có thể xuất hiện những biến đổi trong cấu trúc của gen và được gọi là đột biến gen. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và liên tục gia tăng số ca mắc bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố là rời thời gian của kỳ thi vào lớp 10. Theo đó, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, toàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng, tăng cường thêm một số biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Người dân, nhất là người trên 60 tuổi, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cấp bách. Doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh khi hoạt động. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạch Lộc, quận 12 áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, cũng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Từ ngày 26 tháng 5 đến 30 tháng 5, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 100 trường hợp bệnh nhân COVID-19 liên quan đến tổ chức tôn giáo Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Theo cơ quan điều tra, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra vụ án. Được biết, Hội Thánh có cam kết số lượng hội viên là 48 người. Tuy nhiên, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá có thể con số thực tế cao hơn và vẫn còn những hội viên chưa ra khai báo. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thời gian tới có thể tăng thêm những ca nhiễm mới liên quan đến tổ chức tôn giáo này.